cách biệt 3 bàn sẽ rất khó để họ có thể san lấp. Một tình huống màn thủ đã chơi không thật sự tốt, và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cách biệt đã được nâng lên thành 3 bàn rồi.